Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tốt Sao Hoa. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây thì Weibo đã mở một cuộc thăm dò trên mạng xã hội với chủ đề Nam thần mặc quân trang trong các bộ phim truyền hình Hoa ngữ và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Và ngay lập tức thì có rất nhiều người đã truy cập vào trang và bỏ phiếu bầu cho những nam diễn viên đẹp trai nhất trong lòng mình và phù hợp với hình tượng nam thần mặc quân trang trong các bộ phim truyền hình Hoa ngữ. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng xem qua kết quả của bảng xếp hạng này nhé. Vị trí thứ 10, Trần Vĩ Đình trong Lão Cửu Môn. Trần Vĩ Đình đảm nhiệm vai diễn Trương Đại Phật Sa Trừ Khải Sơn. Không chỉ có diễn xuất tinh thâm mà khi khoác lên người bộ quân trang khiến khán giả cảm thấy rất oai vệ và tràn đầy tham vọng. Sau khi xem qua bộ phim này, nhiều khán giả nói rằng vai phụ cướp khá nhiều đất diễn của vai chính nhưng cũng không thể cướp đi sự yêu thích của khán giả dành cho Trần Vĩ Đình. Sâu thẳm trong trái tim của khán giả, Lão Cửu Môn, Trương Đại Phật Sa Trương Khải Sơn do Trần Vĩ Đình đóng là kinh điển nhất. Top 9 thuộc về Trương Nhược Quân trong Pháp Sư Vô Tâm. Trương Nhược Quân thường ngày mặc vest thôi đã đầy khí chất ngút ngàn, nên khi mặc quân trang vào thì không cần phải nói quá nhiều lời vì quá soái. Dù đảm nhận vai diễn phản diện nhưng Trương Nhược Quân lại làm cho nhiều khán giả yêu thích. Nhiều người nói, dù em rất ghét vai phản diện nhưng anh quá đẹp nên em vẫn cứ thích. Vị trí thứ 8, Tần Tuấn Kiệt trong Thiên Y Vô Phùng. Nếu nói tiểu sinh phim truyền hình có khí chất anh hùng ngút ngàn thì không thể không nói đến Tần Tuấn Kiệt. Tuy Tần Tuấn Kiệt đóng qua nhiều vai diễn với hình ảnh quân trang nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi lần anh khoác lên người bộ quân trang, khán giả đều cảm thấy anh rất nam tính và khuôn ngầu. Vị trí thứ 7, Hứa Khải trong Trường Quân Đội Liệt Hỏa. Không thể không nói Hứa Khải điệt trai và thu hút từ phim cổ trang đến phim ở thời đại dân quốc và đến thời đại khoa học kỹ thuật. Hứa Khải có thêm nhiều người hâm mộ qua vai diễn Phú Sát Phó Hằng trong Diên Hy Công Lược. Sau đó, nam diễn viên đảm nhận vai diễn Cố Yến Tranh trong Trường Quân Đội Liệt Hỏa, càng có nhiều người yêu thích anh hơn. Vị trí thứ 6, Hoàng Cảnh Du trong Quân Trang Thân Yêu. Tuy bộ phim truyền hình này chưa được lên sóng, nhưng vai diễn quân nhân Lương Mục Trạch của Hoàng Cảnh Du đã nhanh chóng thu hút được khán giả. Nhiều cư dân mạng nói rằng Hoàng Cảnh Du rất phù hợp với hình ảnh của một quân nhân trong lòng họ. Vị trí thứ 5, Trung Hán Lương trong Không Kịp Nói Yêu Em. Vì có khả năng diễn xuất tốt nên mỗi nhân vật do Trung Hán Lương đảm nhận đều nhận được lời khen ngợi của khán giả. Nhắc đến nam thần quân trang thì chắc chắn không thể thiếu sự xuất hiện của anh. Xếp ở vị trí thứ 4 là Nhậm Gia Luân trong Thu Thiền. Sau khi Cẩm Y Chi Hạ được phát sóng, Nhậm Gia Luân một lần nữa được khán giả chú ý và quan tâm, từ đó độ nổi tiếng của anh cũng nâng cao hơn. Ngoài tạo hình cổ trang, hình ảnh quân trang của Nhậm Gia Luân trong Thu Thiền cũng được nhiều khán giả yêu thích vì quá đẹp trai. Xếp ở vị trí thứ 3 là Trương Nghệ Hưng trong Kiến Quân Đại Nghiệp. Lúc phim mới được phát sóng thì không ít cư dân mạng đã đặt nhiều câu hỏi nghi vấn về khả năng diễn xuất của Trương Nghệ Hưng, nhưng khán giả đã nhanh chóng thay đổi cách suy nghĩ của mình. Trương Nghệ Hưng trong bộ quân trang đã thành công hóa thân thành một nam tử Hán từ một thần tượng và tiểu thiệt tươi. Khả năng diễn xuất của anh chàng ngày càng tốt hơn và hình ảnh ngày càng mạnh mẽ hơn. Vị trí thứ 2, Dịch Dương Thiên Tỷ trong Nhiệt Huyết Đồng Hành. Dịch Dương Thiên Tỷ là nam diễn viên nhỏ tuổi nhất trong bảng xếp hạng nam thần mặc quân trang lần này. Là một nghệ sĩ thuộc thế hệ 10X, em trai 4 chữ nhanh chóng thu hút khán giả với hình ảnh quân trang trong Nhiệt Huyết Đồng Hành. Mỗi một cử chỉ hành động của Thiên Tỷ đều được cư dân mạng nhận xét là rất bá đạo và đẹp. Top 1 thuộc về Chu Nhất Long trong Tình Địch Tâm Sinh. Chu Nhất Long từ sau khi đóng phim Trấn Hồn thì độ nổi tiếng nhanh chóng tăng cao rất nhiều. Từ trước đến nay, Chu Nhất Long không dính dáng gì đến tin đồn nào, không có tranh chấp hay có lịch sử đen tối nào. Do đó, người hâm mộ luôn một lòng một dạ đi theo anh. Không ngờ rằng bộ phim Tình Địch Tâm Sinh dù đã phát sóng vào năm 2014 nhưng vẫn khiến khán giả nhớ đến hình ảnh quân trang của anh. Chu Nhất Long đứng ở vị trí quán quân với 156.981 phiếu bầu đến từ cư dân mạng. Bạn có đồng ý với top 10 bảng xếp hạng trên đây hay không? Và đừng quên chia sẻ quan điểm của bạn cho chúng mình được biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.